Chào các bạn nha. Hôm nay mình sẽ chia sẻ về vấn đề hướng nghiệp một tí, về cái nghề quảng cáo của mình. Với nghề quảng cáo thì nó không riêng một cái gì cả, quảng cáo nó đầy đủ hết, vừa thiết kế thi công, vừa sản xuất, vừa cơ khí, vừa xây dựng, in ấn, sản xuất đầy đủ, từ làm bảng hiệu, bắt đèn led, hàng khung, làm xe, làm kiosk, làm hộp đèn, làm bảng hiệu, thiết kế các poster, thiết kế các hình ảnh nhận diện thương hiệu, nói chung là đầy đủ. Thì hiện tại trên cả nước thì các cơ sở quảng cáo, các công ty quảng cáo rất rất là nhiều. Thì khi mà ở trong nghề thì các bạn mới thấy được rằng là có rất là nhiều các công ty quảng cáo, các cơ sở quảng cáo to nhỏ lớn bé đầy đủ, nhưng với đội ngũ thợ thi công mà chuyên nghiệp hiểu nghề thì chiếm khá là ít, và kể cả thiết kế nữa. Thiết kế thì nhiều nha các bạn, thiết kế thì nói chung về thiết kế thì khá là nhiều, nhưng thiết kế chuyên ngành mà am hiểu máy móc về quảng cáo thì rất là ít. Cho nên từ đó mà B1 sẽ ra mắt khóa học quảng cáo thực chiến cho tất cả các anh em trong khu vực và kể cả online. Thì những lợi ích của khóa học thì là các bạn sẽ được, nếu mà tự thiết kế thì các bạn sẽ được thực tiễn với lại máy móc, các bạn sẽ hiểu được máy móc nó làm như thế nào, các bạn sẽ biết bóc tách vật tư, hiểu về được các vật tư, thiết kế được những cái mẫu mã, tem nhãn, poster, bảng hiệu, anh làm có thể làm được những bảng led, thiết kế được những bảng led đứng máy, in bế đề can. Còn nếu về hướng nghiệp về thợ thi công thì anh em cũng sẽ biết được cách làm bảng hiệu, cách làm mặt dựng, bảng đèn led hay hộp đèn hay tất tần tật những cái thứ ở trong quảng cáo. Và hiện tại với B1 thì máy móc nó cũng không có nhiều nhưng cũng đủ để đáp ứng cho các bạn. Về phần máy tính và các loại máy móc thực tiễn, chúng có đầy đủ hết. Anh em nào cần hãy xem link đăng ký bên dưới để chúng ta có thể tham khảo khóa học. Khóa học áp dụng cho tất cả mọi người nhé. Từ thiết kế nhưng mà chưa biết thực tiễn, từ anh quảng cáo, thợ quảng cáo nhưng mà chưa biết thiết kế, từ cả những anh mà có tiền muốn mở tiệm nhưng mà chưa biết phải bắt đầu từ đâu. Sẽ không còn là cái chuyện mà đào tạo quảng cáo, mà sẽ có thêm những cái bài học không có trên sách vở, những bài chia sẻ tất tần tật về các công nghệ của quảng cáo và những câu chuyện quảng cáo thú vị cho tất cả anh em. Nào chúng ta cùng đón chờ nha. Rồi, xin chào các bạn.